Sáng nay Vinh mình thì chỉ có không kể tôi nữa, thì trong Vinh mình chỉ có 5 người thôi, cũng đông lắm rồi. Giờ bây giờ các vị có nghe rõ không? Bây giờ tôi bắt đầu tôi giảng nha. Mình học cái chương Phạm Thiên, cái này học cái chương Phạm Thiên. Mình học cái chương Phạm Thiên. Chương này thì có nhiều chuyện để nói, cho nên chắc có lẽ là không có học nhiều kinh như là mấy bữa trước. Mấy bữa trước đó, thì mình có thể học một buổi, một phẩm đó. Hôm nay mình chỉ học có vài bài thôi. Bài đầu tiên ấy, là bài thỉnh cầu. Theo ý của tôi đó, cái chữ này này, nếu mà ông giờ chân á, cái chữ A chữ chân á cái là yêu cầu, mà chữ trăm á cái là phẩm thiên. Mà trong cái trong trường hợp này mình dịch, nếu mà là tôi đã dịch thì đó thì là phạm thiên thịnh pháp hay là phạm thiên cầu pháp. Bởi vì trong đây ghi rõ là chư Phật ba đời ngay sau khi thành Phật thì vị nào cũng có một cái suy nghĩ giống nhau, đó là không có muốn đi hoằng pháp. Với một lý do là trong một thời gian mà mình nói cho mình bây giờ là vài giây đó, sau khi thành Phật thì trong cái thời gian mà vài giây đồng hồ là mình đã thấy rồi cái pháp mà mình chứng ngộ rất là khó, rất là khó thấy, khó đắc. Bây giờ mình đem nói cho người khác nghe thì giống như một cái chuyện hoài công. Hôm nay thì chúng ta có nhiều người cứ tưởng rằng là mình có biết được chút ít Phật pháp rồi tưởng Phật pháp dễ. Thật ra các vị thử tưởng tượng thì là ai cũng thích hưởng thụ, ai cũng thích thu gom, ai cũng thích sở hữu. Mà bây giờ mình đi mình nói ngược lại, kêu người ta buông bỏ hết, kêu người ta buông bỏ hết, kêu người ta đừng có thích này, đừng có thích cái kia, đừng có bất mãn này, đừng có ghét sợ cái nọ, kêu người ta từ chối, từ bỏ những cái sở hữu, sống là theo cái kiểu tri túc và tùy duyên, không có tầm cầu, không có ước vọng, không có mong đợi gì ở đời sống hết. Thì chỉ nghe mấy cái chữ đó không là thấy ớn rồi, thấy ớn rồi. Mà bây giờ là mình đi, bây giờ đi hoằng pháp mà đi nói những chuyện đó thì coi như là đi ngược dòng đời, và nó lại quá ngược dòng đời đi, ngược lắm, ngược dòng đời. Nghe mình chỉ nghe là thấy khó rồi. Ví dụ như đối với từ ngày nay đó, từ lâu năm, từ thứ thiệt hay là cứ dẫm dõm, mình cũng phải thấy một miếng giống nhau đó. Như nhiều lần tôi đã nói, một tháng mà mình kiếm được 10.000, 20.000 đô la đó, là mình thấy mình đã quá hay, quá giỏi rồi. Rồi mình thấy tự nhiên mình thấy mình quá bận rộn đi, đời sống nó có quá nhiều chuyện phải làm, quá nhiều cái để đam mê. Rồi bây giờ tự nhiên có ai đó kêu mình bây giờ một tháng thì thọ tai giới bát quan 8 ngày, rồi dành thời giờ để mà thiền định, dành thời giờ để nghe pháp, dành thời giờ để mà suy tư kinh điển, thì tôi nghĩ là cái chuyện này rất là khó, khó ghê lắm. Không phải dễ đâu, không phải dễ đâu, rất là khó. Mà tôi nhắc lại những cái chuyện đó là không phải là chuyện ghê gớm nha, không phải là chuyện ghê gớm, chỉ là mình thái tác mà bát quan rồi dành thời giờ để mà thiền định, dành thời giờ để mà tập sắp kinh nghiệm. Mà trong khi đó mình khả năng của mình á, một tháng mình thu nhập từ 10 tới 20 ngàn đô la là đã thấy xong rồi đó, thì lại khỏi tu hành gì hết. Khỏi tu hành hết. Cái chuyện mà già, chuyện bệnh, chuyện chết là cái chuyện xa vời, là cái chuyện xa vời. Nói chi là những cái vị trời mà họ sống hàng mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu năm, mấy tỷ năm, sống cả một hai đại kiếp trái đất, thì hỏi như thế làm sao mà họ tu thôi. Khó lắm quý vị. Đời đời này có nhiều người đó, họ thấy cái gì cũng dễ là bởi vì họ không biết gì hết. Hoặc có người họ biết được ba mới là thấy cuộc đời cũng cái gì cũng dễ. Thì ngược lại có những người đó, vì không biết cái gì hết cho nên là họ nhìn đâu họ cũng thấy khó khăn. Rồi cái hạng thứ tư đó là vì không biết gì hết cho nên nhìn đâu cũng thấy dễ dàng. Tất cả là 4 ngàn.
của ngài. Tôi nhắc lại hai hạng đầu là vì biết quá nhiều cho nên thấy chuyện gì cũng khó, hạng thứ hai là vì biết quá nhiều cho nên thấy chuyện gì cũng dễ, để cái hạng thứ ba là vì không biết gì hết cho nên nhìn đâu cũng thấy khó, và hạng thứ tư là vì không biết cái gì hết cho nên nhìn đâu cũng thấy dễ. Mà cả bốn hạng mình đều tật lắc hết, tật lắc hết, có nghĩa là dầu biết nhiều hay là biết ít mà chỉ cần mình cho rằng cái gì cũng dễ là sai. Mà dầu mình biết nhiều hay là biết ít mà cái gì mình cũng nói lên nó là khó thì cái đó cũng là sai. Mà phải nhìn nhận là có chuyện khó, có chuyện dễ, với điều kiện là mình đã đủ duyên, đủ duyên. Thì trong một suy nghĩ rất là nhanh đó, biết Phật là dĩ nhiên cái gì ngài cũng biết, nhưng mà trong một suy nghĩ thoáng qua ngài nghĩ rằng đó là cái chuyện mình đắc kiến cái pháp mà ngài đắc kiến rất là khó, mà không khó sao được, tu mấy chục a tăng kỳ mà sao không khó. Thì lúc đó Phạm Thiên mới một vị trời Phạm Thiên nào đó thì Phật nào cũng về hết, cũng phải Phật cái người mà thỉnh ngài hoàn pháp phải là Phạm Thiên. Thì trong chú giải có nói cái này, lý do là bởi vì Phạm Thiên là cái chúng sinh cao cấp nhất cái trung tâm giới. Chúng sinh vô sắc thì khỏi nói rồi, phải không hình tướng, còn vô tưởng thì coi như là cũng có tâm, trong một thời gian 500 đại kiếp thì cũng có tâm, giống như cái tượng đá ấy. Cho nên cuối cùng còn là Phạm Thiên hữu tâm. Thì cái vị Phạm Thiên hữu, những cái, tất cả các Phạm Thiên hữu tâm là những người mà mình gọi là chúng sinh cao cấp nhất ở trung tâm giới này. Thì họ mà họ thỉnh ngài đó thì thứ nhất là mới đúng được cái tầm của ngài, thứ hai nữa là những cái loài khác mà khi họ biết được thì họ mới thấy rằng cái pháp là đáng quý đáng kính, và cái người mà được thỉnh như vậy được phải là vị Phật. Các vị thử tưởng tượng đi, hôm nay một vị sư mà có người đệ tử là tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hay là tổng thống Mỹ hay là tối thiểu được là một ông tỷ phú nào đó, một cái cỡ như là ông Bill Gates hay là Buffett cỡ đó rồi, thì mới linh nha. Chứ còn một cái ông thầy mà không có chùa miếu gì hết, không có bằng cấp gì hết, mà đệ tử thì cũng không có tiếng tâm gì hết, thì ông mới khó ăn nói lắm, khó ăn nói lắm. Thì hôm nay mình thấy được nhất hạnh á, đệ tử của nội mình kỹ sư với bác sĩ luật sư là một rừng. Cho nên bây giờ khi mà từ đại đàn tới cái mức độ như bây giờ thì bộ thủ đi hoàn pháp rất là dễ. Nhưng mà có một điều ngẫm ngùi á, là ở ngoài đời hay trong đạo, khi mà ta lên tới đỉnh rồi cũng nghĩa là đã đến lúc mà ta phải buông hết người ta đi. Nhưng mà thượng Hữu Giác, rồi gọi thượng Minh Tâm Thánh Âm, hay là gọi thượng Nhất Hạnh, hay là gọi tất cả trời đông nước, rồi gọi thượng Thanh Tứ, Thanh Từ, thì khi mà đã đến tới cái mức danh lợi như ý như vậy đó, thì đã đến coi như cũng là cái lúc mà mình phải phụ giáo mình đi. Cho nên trong một cái bài viết của tôi có nói rằng là cái trái cây nó, cái mùi thơm của nó chính là cái tử khí của nó, tử khí thì là cái mùi sắc chết. Thì con người cũng vậy, cái danh lợi và cái tiền bạc của mình nó càng nhiều, quyền lực của mình càng nhiều, thì những cái đó chính là cái tử khí của mình, có nghĩa là cái mùi sắc chết thì nó càng nhiều. Không biết Đông Dương có vị có biết cái chữ tử khí không ha? Tôi hỏi như vậy là bởi vì người Việt mình bây giờ là ít người để ý nó cái từ Hán Việt, toàn là xài mấy cái từ tiếng Anh tiếng Nhật gì đâu không rồi. Tử khí thì cái mùi của sạch chết ấy. Thì cái trái mít mà nó thơm, trái sầu riêng mà nó thơm, trái ổi mà nó thơm, trái xoài mà nó thơm, trái dưới mà nó thơm, có nghĩa rằng nó đã gần đi về đất rồi đó. Thức ăn cũng vậy, khi mà mình bỏ nồi mình nấu, mình nghe cái mùi bốc cái mùi mà thơm mà mình thèm mình muốn ăn đó, là biết là nó coi như nó sắp chín, gọi là đã chín, mà cũng có nghĩa là nó sắp chia tay cái trần thế này rồi đó. Cho nên cái danh lợi của một người nó chính là cái tử khí của họ đó. Cái mùi càng nhiều thì nó đi càng lẹ vậy đó. Thì Phạm Thiên tỉnh Phật là vậy, lý do là vậy, xuống tỉnh ngày thuyết pháp thì tất cả chư Phật trong ba đời quá khứ hiện tại tương lai đều như vậy hết, đều như vậy hết, đều phải là có người mời tỉnh đàng hoàng chứ không có tự đi. Thì cái vị Phạm Thiên nay này tên là Sa Hàm Bát Tí,
Tức là khi mà thành phạm thiên rồi, tức là sa hàm bậc thiện, mà đời Phật Ca Diếp đó, tức là Đức Phật trước Phật mình á, thì đây là một vị tỳ kheo, vốn là một tỳ kheo tên là Sa Cát, chuyên tu thiền định, bạn thân của tỳ kheo Chô Tỳ Bà La, tức là Bồ Tát của mình đó. Bản thân của tỳ kheo Chô Tỳ Bà La thì đời Phật Ca Diếp thì cái vị phạm thiên này là vốn là một tỳ kheo chuyên tu thiền định, chứng được trong đây thì ghi là chứng được A Na Hàm, mà cũng chứng được sơ thiền. Vị này mới sanh về, nhưng mà nếu tôi nhớ không lầm thì có một cái chỗ nào đó lại nói rằng là chứng ngũ thiền, nhưng mà thôi, thấy ở đâu nói ở đó thôi. Thì nó có một cái chuyện nữa, đó là tất cả chư Phật sau khi thành đạo đều bỏ ra 7 tuần lễ, 7 lần 7 49 nha, 7 lần 7 49, bỏ ra 7 tuần lễ để mà thiền định, gọi là suy tư về những cái giáo pháp mà mình đã chứng đắc và sau này mình sẽ thuyết giảng. Thì một số 7 tuần đó là các ngày không có ăn uống gì hết. Nhớ như vậy, số 7 ngày, số 7 tuần đó, 49 ngày không ăn uống gì hết. Thì Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Thì đây chính là cái điểm đặc biệt của các ngài đó, bởi vì với một cái cơ thể thông thường của mình mà 7 tuần lễ mà không ăn thì chịu không có nổi đâu. Thì Đức Phật Chư Phật thì chỉ nói ok, chỉ nói sao. Thì Đức Thế Tôn của chúng ta đó, sau 7 tuần lễ không ăn thì được trời Đức Thích là xuống cúng dường cho ngài một cái trái, cái trái gọi là Ô Sát Hà Ha Ri, một loại trái đã chỉ ghi vậy thôi. Còn bây giờ đó, sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là trừ ra những loại trái mà nó quá là phổ biến ai cũng biết, thí dụ như là âm bá là xoài, rồi cá đa lý là chuối, rồi cô đi ra là dừa. Thì trừ ra những cái trái mà nó quá phổ biến, nói ra ai cũng biết thì tôi nghĩ là nên dịch. Còn những loại trái, những loại thú, những loại chim, những loại hoa mà nó quá là đặc dị, nó chỉ có vào thời xưa thôi, mình nói ra cũng không ai biết, mà thêm nữa là từ điển thì mỗi một quyển dịch một cách, thì tôi nghĩ trong trường hợp đó mình không nên dịch. Tôi nghĩ trường hợp đó không nên dịch, tại vì sao? Là khi mình dịch ra như vậy đó, thứ nhất là loại trái đó chỉ thấy trong kinh điển thôi, mà thêm nữa là cái thời đại nào đó thì mình có loại trái đó, có loại thuốc đó, mà mình thấy nó mơ hồ mà mình ráng mình tìm giữ được dịch thì nó có cái lợi là cho người ta hình dung, chứ để một cái tên loại trái là quắc thì người ta nhìn ta mơ hồ. Nhưng mà trong trường hợp đó tôi nghĩ thà mơ hồ tốt hơn, là tại vì nếu mà mình dịch không có đúng loại trái đó, làm người ta hiểu sai đi, làm người ta hiểu sai, hiểu sai vấn đề, dễ hình dung mình mở ra thấy tiếng Việt Nam mà trái đó trái gì thì sướng rồi đó. Nhưng mà nó kẹt cái chỗ là người ta hình dung sai. Ví dụ như có vị chữ này ráng dịch này cái trái vuốt núi, nhưng mà theo tôi thì Đức Trời Đức Thích là một nhân vật có thần thông, mà tại sao ngài cúng được bằng trái này, ngài không cúng cái khác? Cái phần ngữ độ mà thức ăn mà thích hợp với Đức Phật đó, không lẽ Đức Trời Đức Thích không biết? Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một loại trái ngon, một loại trái quý, mà cũng là một loại trái thuốc. Thì theo trong kinh kể thì tả là đây là một loại thuốc, tức là ăn vào nó giúp mình chữa trị bệnh hoạn, mà nó đồng thời nó rất là bổ dưỡng, nó rất là thơm ngon. Loại trái này chắc mình cũng có, mình hiểu nhầm như vậy. Cho nên là
cố gắng mình dịch vậy thì nó làm cho ta hiểu sai đó chứ gì hết. Thì theo tôi biết vú nối là một loại thuốc nam, mình dùng một thuốc nam thôi. Nhưng mà tôi nghĩ trong cái bối cảnh này Đức Trời rất là cũng như Đức Phật một cái loại thức ăn nào đó để mà giống như ngày để phục hồi đó, để hồi sức ấy. Sau 7 tuần lễ không ăn, không uống gì hết. Cho nên theo tôi thì tôi nghĩ rằng nên để nguyên đây là một loại trái quý, một loại trái hiếm, một loại trái thuốc vậy thôi. Rồi sao? Thì sau 7 tuần như vậy đến tuần lễ thứ 8, Phạm Thiên ấy, thỉnh Phật và thỉnh lễ thứ 8 để thích dân trái này cho Phật hả? Sau đó thì Phạm Thiên ấy mới xuống thỉnh ngài độ sinh đó. Bài kinh này bao nhiêu đó thôi chứ có gì ha. Tức là người nhớ đó, từng lễ thứ 8 hả? Đây trong chú giải nói chứ không phải là tôi nói nha. Trong chú giải nói chứ không phải là tôi nói, không phải. Từ lễ thứ 8 mà Đế Thích xuống dân cái trái này cho Phật, từ sau đó đó Phạm Thiên mới xuống tỉnh là Thiên Thủy Tiếu Pháp. Vậy vậy thôi, bài kinh này vậy. Thì chúng ta thấy nếu mà đọc phớt qua bài kinh này á, thì chuyện chỉ là vậy thôi, nhưng mà nó cho mình cái nội dung như thế nào. Đó là nếu có người hỏi tôi sẽ rút ngắn cái nội dung của bài kinh này, sẽ rút ngắn cái điều mà không được nói rõ trong bài kinh này được không, thì tôi sẽ nói rõ là tùy lúc. Có lúc tôi sẽ có một cái nội dung, mỗi lúc sẽ có một nội dung khác nhau. Chẳng hạn như sáng nay khi mà mở cái bài kinh này ra nói chuyện với bà con đó, thì tôi nhắm tới nội dung này. Đó có nghĩa là mình phải sống như thế nào, mình phải trang bị, phải chuẩn bị như thế nào để cái lòng của mình đó luôn biết trân quý cái điều thiền. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là mình phải sống như thế nào để mình luôn luôn có cái khả năng sẵn sàng nghĩ đến người khác. Đó là cái quan trọng. Cái điều thứ nhất là luôn luôn trân quý điều thiền, và thứ hai là biết luôn luôn biết nghĩ đến người khác. Mặc dù Đức Kinh chỉ nói chuyện Phạm Thiên tỉnh Pháp thôi, nhưng mà mình thấy trong hàng hà xa số vũ trụ có bao biết bao nhiêu người mà tại sao không ai nghĩ đến cái chuyện mình lưu tâm tới Phật, tới suy nghĩ của Phật, rồi thỉnh Phật tới thuyết Pháp để độ sinh. Tại sao vậy? Có người họ chỉ được cái điều thứ nhất thôi, họ biết trân quý điều thiện nhưng không biết nghĩ tới người khác. Mà cái đời sống đẹp nhất chính là đời sống chia sẻ. Cái giá trị của một người mà không phải là ở chỗ người đó có được cái gì, mà nó còn phải bao gồm cả là cái khả năng người đó chia sẻ được gì cho người khác. Chỉ vì cái chuyện chia sẻ này nè mà một người tu tạo ba la mật nhiều a tăng kỳ thì trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Chỉ vì cái chuyện chia sẻ này thôi. Phật đẳng giác, Phật độc giác không có khả năng chia sẻ như là Phật chánh đẳng giác nha. Cho nên mình nhớ cái giá trị của một người, nếu không chỉ nằm ở trong cái chuyện người đó là ai, người đó có được cái gì, mà nó còn nằm ở chỗ là người đó có khả năng chia sẻ được bao nhiêu. Các vị trong rừng làm ơn tưởng tượng nhìn tôi nhé. Tôi mới trúng số độc đắc được 300 triệu đô la. Và tôi mua du thuyền, tôi mua villa, tôi mua máy bay riêng, tôi mua Rolls Royce, tôi mua tất cả những cái đồ đắt tiền quý hiếm rồi tôi xài cho mình tôi 300 triệu đô la. Rồi tôi hưởng 40 năm nữa tôi lăn đùng rồi tôi chết. Thì tôi hỏi thiệt quý vị, thì cái đời sống như vậy đó, nó có giúp được gì cho người khác hay không, mà nó có để lại cái dấu ấn gì cho thiên hạ hay không, tôi nghĩ là không. Trong khi đó mỗi tháng tôi chỉ bỏ ra 100 đồng bạc theo cái khả năng tài chính của tôi, 100 đồng bạc tôi hỗ trợ những cái vị tu học hay là những cái thiền viện học viện nào đó ở Biên Điện, ở Tích Lan, tháng chỉ 100 đồng thì khả năng đương nghèo lắm, ví dụ như vậy nhé. Mà tôi làm như vậy suốt 40 năm thì ít ra đó, cái đóng góp của tôi cho đời nó có rõ ràng. Và cái chết của tôi chắc chắn là một sự mất mát không nhỏ cho những cá nhân hay những cái đoàn thể, những tổ chức, những học viện, những thiền viện nào đó. Họ dùng tháng tôi chỉ bỏ ra có 100 bạc theo cái túi tiền của tôi nè, bởi vì tôi sống chia sẻ. Trong khi đó tôi bỏ ra 300 triệu đô la để tôi hưởng thụ và không chia cho ai một cách, một xu, một hào, một ten nào hết. Tôi nghĩ sao? Thì cái giá trị của một người nó nằm ở cái chỗ là biết chia sẻ. Biết chia sẻ, anh có khả năng trao ra cái gì nha. Ở đây mình thấy không kể Đức Phật mà chỉ kể Phạm Thiên thôi. Phạm Thiên Sa-mpa-ti
ông biết trân quý điều thiện, ông biết chánh pháp là khó tìm khó gặp, và biết nghĩ đến người khác. Tại kinh này, trong thời điểm này, sáng nay, nếu hỏi tôi nội dung nói tới cái gì thì tôi sẽ nói được chuyện đó. Cái chuyện Phạm Thiên làm nó mở ra cho mình một cái hướng đi, nó mở ra cho mình một cái gợi ý, một cái khơi gợi rất là đặc biệt, rất là quan trọng để sống như vậy. Bởi vì nếu mình nhìn quanh mình thấy thiên hạ không có mấy kẻ mà có được hai cái này đâu. Một là trân quý điều thiện, hai nữa là biết nghĩ đến người khác. Đừng có tưởng mình là Phật tử rồi mình nghĩ rằng mình trân quý điều thiện. Tôi nghĩ chưa chắc. Có nghĩa là do bà ngoại đi chùa thì má đi chùa, má đi chùa thì con đi chùa, rồi mới thành Phật tử. Và do bản thân mình có hôn quan tan tế, có chuyện gì nhờ cậy chùa miễu tăng ni, rồi mình trở thành Phật tử dần dần nào, lắm hay. Hoặc là bạn rủ đi chùa thập tự, cúng Du Lan cô hồn tháng 7, tháng 10 gì đó, rồi cái từ từ cái mình quen chùa, thế rồi chùa vui vui cái thành Phật tử luôn. Rồi lâu lâu ai rủ đi chùa dân y Phật đản thì cũng đi, mình tử mình Phật tử vậy. Chứ cái lòng mình nó không có tha thiết. Và tôi còn biết là tuyệt đại đa số almost Phật tử mình, đa số Phật tử Việt Nam, tuyệt đại đa số có nghĩa là tôi nghĩ chắc phải là hơn 90% cho mình cái quyền dốt Phật pháp. Tôi nghĩ là cái chuyện diễn tăng ni, cái chuyện nghiên cứu kinh điển là diễn cái tăng ni. Mình cứ việc đi làm lụng, nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ, cất nhà lầu, rồi mua xe hơi sung sướng, rồi lâu lâu quăng đang mới làm cưới thì đủ rồi. Tôi cũng có nghe pháp, tôi cũng có in kinh, tôi cũng có đức chuông đức tượng, nghe đủ rồi. Nhưng mà không phải. Trong cái biển đời sinh tử, trong cái hành trình mình tầm luân thì tăng ni cư sĩ giống thịt nhau rồi khác nhau cái gì? Nó khác nhau cái gì? Nó khác nhau gì hết á. Đã nói chuyện sinh tử rồi tăng ni với cư sĩ giống như nhau chang rồi. Ai cũng phải có trách nhiệm giống y hệt nhau, pháp học pháp hành y chang nhau. Ai cũng giới được thiền định giống nhau chứ. Chứ không bao giờ có cái chuyện mà tăng ni cư sĩ là tu nhiều mình vậy, nó chuyện sai mét. Nghĩ như vậy là chuyện sai. Nhưng mà thường thì người ta nghĩ như vậy. Người ta nghĩ là mình cư sĩ mình dốt, mai nói gì hết. Đúng. Nói về mặt xã hội ấy, thì mình cư sĩ mình dốt, mai nói gì mình hết á. Mình dốt Phật pháp, mai nói gì mình hết. Tăng ni mà dốt Phật pháp thì nó hơi kỳ. Lỡ người ta nói, người ta mời mình mà mình nói được thì nó kỳ. Chứ mình cư sĩ mình dốt đúng sao. Nhưng mà đó là mình về mặt xã hội. Chứ nếu mà về mặt tâm linh, về mặt tôn giáo thì phải nói rằng cái trách nhiệm tu học của tăng ni và cư sĩ nó giống như chang, nó mai cái ai vậy đó. Đó là điều rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên cái bài kinh Phạm Thiên Tĩnh Kinh ấy, nó cho mình kỹ đó đó. Nó là sống biết trân quý điều thiện. Có nghĩa là cái gì nó là điều thiện thì phải được trân quý và được trao dồi, chứ không có phải là người này cái trách nhiệm của người nào hết. Người này cần làm, người kia không cần. Rồi cái điều thứ hai, bài kinh thứ hai đó là bài kinh cung kính. Chữ Garava là cung kính. Mình đọc vô ở trong cái kinh, trong bản dịch của Ngài Minh Châu ấy. Mình đọc cái bản dịch Ngài Minh Châu ấy, ở tiếng Việt ấy. Đặc biệt ở chỗ này thôi nha, chứ tôi không có nói tràn qua bài khác nha, trong chỗ này thôi. Thì mình đọc qua chỗ này thì mình sẽ thấy giống như là Đức Thế Tôn không có khả năng sống hùng minh. Trong đây nói rõ ràng, trong khi Thế Tôn thiền định độc cư thì tư tưởng sau đây được khởi lên. Thật là khó khăn khi mà sống không có chỗ nào để mình tôn kính, để mà mình nghe lời. Đọc cái bản tiếng Việt kìa, đây là một cái cơ hội, đây là một cái bằng chứng hùng hồn để cho bà con thấy rằng là nghiên cứu kinh điển mà chỉ biết lệ thuộc vào bản dịch của người khác nó nguy hiểm như vậy đấy. Ngày xưa tôi đọc tới chỗ này tôi cũng hơi có cái khó chịu, là một vị chánh đẳng chánh giác như vậy đó mà đi suy nghĩ như vậy là sao được. Thật là khó khăn. Là sao khó khăn? Ở đây Ngài không có nói khó khăn cho Ngài, ở đây không có Ngài khó khăn cho Ngài, mà Ngài nói chung. Cái câu này nếu mình nói dịch ra thế này, ngày là nếu mà nói theo kiểu mình bây giờ là phải nói như vậy nè. Cái chuyện sống ở đời mà không có chỗ mình để nào để mà mình tôn trọng đó, nó không phải là đơn giản. Mà đây là người nói đến chuyện thiên hạ chứ không phải là người nói chuyện cho Ngài. Thật là khó khăn, đang có là khó khăn cho Ngài, mà người nói chung thiên hạ đó. Cũng giống như bây giờ cái việc tưởng tượng mà ông tỷ phú, một ông tỷ phú
mà tình lình mà ông đang ngồi ông phơi nắng ngoài sân, được rồi ông thèm một ly nước cam, mà cái cô này ở thì cô ở trong bếp nó xa quá, cái lâu đài nó lớn, cái villa nó to nó rộng quá đi, thì ông nằm phơi nắng ngoài sân ấy, để ông muốn uống ly nước cam, gọi là ông muốn nhờ lấy một cái hộp thuốc lá hay là một cái phone, những cái phone gì cho ông đó. Mà ông kêu mà có không nghe là mới nghĩ tới đây, nếu trời đất nhà mình mong gì mà có một người ở thì bất tiện quá. Mình nghe như vậy thì mình cứ tưởng là ông mà chắc bị bại liệt thì sao đứng dậy đi vô lấy, làm gì mà không được, mà làm người ta là chuyện bất tiện hoặc là khổ quá. Thì cái nhà mênh mông mà có một cô người ở thì khổ quá, chắc phải kiếm thêm ba bà nó mới đủ. Thì cái nghĩa khổ đây nó không có nghĩa mà mình hiểu là sức là khen là ghê gớm, là một cái sự khó chịu giống phải không phải. Mà ông đang ở trong một cái villa, ông khỏe mạnh, ông đi đánh góp, ông chơi tennis mà, ông là dân bơi lội, ông là member của một cái ông là của một cái yacht club, một cái hội du thuyền, ông là người khỏe mạnh lắm, ông ngon lành lắm, chạy bộ leo núi đi xe đạp ông ngon lành lắm. Nhưng mà đây cái nhà ông rộng quá, nghĩ như vậy nó trời ơi, cái nhà mà to như vậy mà có một nhỏ người ở thì khổ rồi ta. Rồi mình nghe như vậy cái mình nghĩ chỗ tỷ phú mà khổ ha, tỷ phú mà chỉ thiếu một con người ở mình đã thấy khổ rồi. Trước khi mình á, mình đi làm ưu xin người ta mình không thấy khổ, bây giờ mình đạp xích lô mình đâu thấy khổ. Mấy ông này sao mà dễ khổ quá, cái gì đâu mà từ ngoài sân phơi nắng mình hết vô nhà lấy cái hộp thuốc lá, lấy một cái phone không mà không có người giúp cũng thấy khổ rồi, ông này sao cũng dễ khổ quá. Nguy hiểm chỗ đó, đây cũng vậy, người ta chỉ đắc sơ quả là người ta đã không thèm nghĩ như vậy rồi nha. Bởi vì tu đầu quần là người ta không có cái suy nghĩ mà cái kiểu mà trời ơi sống không có chỗ nào rồi để mà mình nghe lời để mình tu kính khổ quá. Tu đầu quần họ đã không thèm rồi. Bởi vì cái chữ nhập lưu có nghĩa là gì? Sota phát triển, sota là dòng chảy, dòng chảy. A tăng ná hoặc là tập hoặc là a phát triển thì có nghĩa là tham dự, tham gia góp mặt vào, bước vào. Cái người ta đã đi vào cái dòng chảy đó, nói nó hơi kỳ. Chứ cái việc tôi đồ quần khổ cái tu hành gì hết tự nhiên cũng đắc a la hán. Bởi vì cái người không còn thân kiến thì đi đâu? Cái người không còn thân kiến thì còn chỗ nào mà chứa trong tam giới này nữa? Trễ lắm là bảy kiếp là phải tự động dứt điểm thôi. Tại vì là mình nhớ những cái đó. Cái người không còn thân kiến thì không có chỗ chứa, không có chỗ nào mà trong tam giới này mà chứa cái con người được. Tôi cho anh ở nhờ nhiều lắm là bảy kiếp. Anh tưởng tượng anh ở mà anh cứ bất mãn cái này, anh bất mãn cái kia là sao anh ở? Cái người không có tinh kiến thì họ còn mê được cái gì nữa? Anh ở đâu được nữa mà anh ở? Anh chỉ có còn cách tiếp bàn thôi. Mà mai đó là sơ quả mà còn như vậy, muốn nói gì là một vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái suy nghĩ này của Đức Tôn là vậy đó. Tại vì đây là một thêm nữa là cái nhiều đời nhiều kiếp ngày sống tôn trọng Pháp. Cho nên khi mà nghe thành Phật, cái suy nghĩ này là cái suy nghĩ dẫn đầu cho cái suy nghĩ thứ hai. Thì Ngài mới xét thấy cái điều thứ hai đó. Nghe Ngài thấy rằng là không có ai trong cái tam giới, trong vô lượng vũ trụ này mà bằng ta về giới, về định, về tuệ, thì nói chi là hơn ta để mà ta có thể thờ làm thầy, xem làm bạn. Không có. Ta chỉ có thể làm thầy người khác. Chứ còn người mà làm bạn của ta đã không có, thì nói gì là cái chuyện mà làm thầy của ta. Ngài thấy như vậy. Và đây là cái điều người thấy theo sự thật nha, chứ không phải là người kiêu mạn kiêu ngạo. Còn mình bữa nào ngộ mình cũng suy nghĩ như vậy là cái đồ ơi như Phật Pháp ở như mình gì đâu có cần kiếm thầy, cái đó là tào lao à. Mình mà nghĩ cái đó là mình ngã mạng nè, tại vì mình là rùi bu mà mình nghĩ như vậy thì cái đó là mình sạm vô. Cái suy nghĩ này chỉ có một vị a la hán thì ok. Mà cái bài kinh này nó cho mình cái nội dung như thế nào đó là tôn trọng Pháp, tôn kính Pháp. Cái tôn kính Pháp ở đây đó, phải hiểu hai nghĩa. Thứ nhất, đối với cái vị A-la-hán không còn những gì để làm nữa, thì tôn kính Pháp ở đây có nghĩa là các ngài thấy rằng Pháp chính là cái thế giới sống, cái thế giới sống duy nhất của người thiện, người lành, sống ở trong tính tánh niệm định tuệ, sống ở trong bát chánh đạo, sống ở trong bốn niệm xứ. Đó là cái thế giới sống duy nhất của một người lành. Vị A-la-hán không có một cái thế giới nào, thế giới tâm linh nào ngoài đành ra cái chánh Pháp hết. Đó là sống như vậy được gọi là sống tôn kính Pháp, tôn trọng. Nhưng mà đối với phàm phu mình đó, cái chữ tôn kính Pháp nó còn thêm nghĩa thứ hai đó, đó là hành trì đó. Bởi vì trong đời Đức Phật đó, mình thấy Đức Phật có 1 tỷ lần nghe nói đến chuyện này.
Thứ nhất, Ngài nói rằng đệ tử của ta là kẻ thừa tự pháp, chứ không phải là kẻ thừa tự tài vật. Nghe, Ngài coi nặng chánh pháp đến mức mà Ngài nói như vậy đó. Đệ tử của ta đó phải là người thừa tự chánh pháp, nghĩa là ta dạy cái gì, ta hành trì cái gì, ta để lại cái gì, thì đó chính là tài sản cho các ngươi, chứ không phải là thứ khác, không phải là những thứ vật chất, danh lợi, quyền lực khác. Cái là thứ hai là Ngài dạng rằng có cách cúng dường Như Lai mà cao quý nhất, ý nghĩa nhất, gọi là cái cách cúng dường mà long trọng nhất, đó chính là hành trì theo lời dạy của Như Lai. Đó là hai trường hợp. Rồi thứ ba là khi mà Ngài sắp viên tịch thì Ngài có dạy là rằng là đừng có nghĩ tôi không còn thầy sau khi ta ra đi, mà những gì ta đã dạy cho các ngươi đó chính là thầy của các ngươi sau khi ta không còn nữa. Đã, mình thấy rõ ràng ba bài kinh ha. Tôi nhắc lại bài thứ nhất là Ngài nói cái chuyện hành trì chánh pháp, đó chính là cách cúng dường. Thứ hai là Ngài dạy mình thừa tự cái chánh pháp của Ngài. Và cái thứ ba Ngài dạy rằng hãy lấy cái chánh pháp làm thầy. Thì dựa vào ba điều này mình thấy rõ ràng rằng là để kêu gọi người đệ tử của Ngài đó cái lòng tôn kính pháp thông qua sự thấu hiểu và hành trì chánh pháp. Phải hiểu như vậy đó, chứ không phải là tôn kính đây là mình bỏ tiền ra cái mình thỉnh 5-7 bộ kinh về mình. Việt Nam có cái màn mình đi bọc làm bìa da chữ mẹ vàng, cái mua cái tủ thiệt là tốt, cái rộng hết rồi đó, cái phá cửa lại rồi cái ở trên cái tủ nó để bức tượng Phật, cái mỗi ngày cái đốt ba cái hương quỳ lại sối tráng, đó là tôn kính pháp thì không phải. Cái đó không phải, mà tôi buồn thay là tôi biết là Phật tử mình là khoái cái đặc biệt Việt Nam rồi, khoái cái vụ đó lắm. Đi chùa mình nghe đến kinh thì tôi khoái lắm, bỏ tiền ra ăn tóc xong rồi cái đem về cái bắt đầu bây giờ chắc hết rồi. Bây giờ là tôi đi xa lâu quá rồi, Việt Nam thay đổi, tôi nghĩ tôi dắt cái màn mà đi đóng bìa da mà mạ vàng cái hết rồi, chứ ngày xưa là có cái màn đó đó, mạ vàng đóng bìa cứng sao cái giọng như tủ khỏi có thèm đọc. Tôi đọc bây giờ cái tay mình đó, mồ hôi tay nó bất tịnh, rồi đó làm rồi chạm vô cái trang kinh đó là bất xứng bất kính. Cho nên là mình quý pháp quá, mình bây giờ mình không có dám dùng cái bàn tay bất tịnh để mình chạm vô kinh, sợ đó là sự phạm thượng. Cái mình bỏ vô tủ mình đóng lại rồi cái mình quỳ lại hoài, như lại nào chết rồi đâu. Đó gọi là tôn kính pháp cái kiểu mà ngây thơ, kiểu trẻ con, kiểu hồn nhiên. Chứ còn đứng ra mình tôn kính là mình phải tìm hiểu, mình thấu đáo ý nghĩa rồi mình hành trì cái đó là tôn kính pháp chứ. Tôn kính pháp là như vậy đó. Và nó có những cái trường hợp chúng ta thấy thì Phật tôn kính pháp, ví dụ như có lần đó ngày thì chỉ đang có vị đang giảng đạo trong cái hội trường của chùa mà Đức Phật Ngài đứng bên ngoài Ngài đợi vô xong Ngài gõ cửa, mở cửa rồi chỉ đang mới mở cửa cho Ngài vào bước vào, thì Ngài nói rằng ta đã nghe trọn vẹn cái thời pháp của ngươi, người ta chờ cho xong người ta mới bước vào. Thì cái vị gì thế, nhiều chứ phải một, nhiều vị khi mà được nghe Đức Phật nói như vậy thì cái vị đó nó bạch Thế Tôn, chúng con xin sám hối, chúng con không biết Thế Tôn đứng chờ ngoài cửa, nếu mà chúng con biết Thế Tôn mà đứng ngoài đó chúng con không có nói nhiều như vậy. Chúng ta thấy vị chánh đẳng chánh giác là pháp vương, là vị đạo sư của ba cõi trời người đối với chánh pháp còn như vậy. Còn mình ngày nay thì mình rẻ đúng lắm, có khi đó thì mình trọng người hơn trọng pháp, tức là mình coi nặng cái ông pháp sư đó, coi nặng cái ông hòa thượng, cái ông trụ trì đó hơn là Phật pháp. Thì chuyện đó ngày nay mình sống ngược vào chỗ đó nha. Đặc biệt Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là tướng quân chánh pháp đệ nhất trí tuệ, chứ đệ tử Ngài 7 tuổi mình xây nhiên mà thuyết pháp Ngài mới ngồi nghe và rất là tôn kính, rất là tôn kính. Và trong luật thì theo quy định rõ ràng nha, là cái người thuyết pháp không thể nào mà đứng mà trên khi người nghe mà ngồi đó, là hãy người nghe mà họ đang ngồi mà mình không có chỗ ngồi cao hơn họ mình không nên thuyết pháp. Họ ngồi mình ngồi mà chỗ họ cao hơn mình không thuyết pháp. Họ ngồi mình đứng mình không nên thuyết pháp. Họ đang đi với mình, họ đi trước mình đi sau mình không nên thuyết pháp. Đó là lòng tôn kính pháp. Còn bây giờ mình vô chùa quăng ra mớ tiền là coi như là ai mình coi cũng rẻ hết trơn, bởi vì người ta gặp mình người ta cung kính, người ta xung xoe không kịp cái mắt gì mà pháp coi đâu mình kính. Thì mình kính cái gì mình được cái đó,
Đại khái vậy, mình quý cái gì mình trọng mình được cái đó. Ông gì, ông Liễu Tôn Nguyên. Liễu Tôn Nguyên là một trong gọi là bát đại danh gia của đời Đường, Đường Tống nói chung. Liễu Tôn Nguyên, Tô Đông Ba, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Vương Dương Linh, Lưu Vũ Tích, một bát đại tôn gia, bát đại danh gia. Thì ông có một câu rất là đáng để mình lưu ý, mặc dù đọc pháp qua thế không có gì hết. Người thích cái gì thì chúng sẽ tự quy tụ. Cái câu này đơn giản như vậy, người thích cái gì thì chúng sẽ tự quy tụ. Tôi biết nhiều người đông đông này không có đồng ý câu này, nhưng mà tôi rất thích câu này và rất đồng ý câu này. Mình thích cái gì chúng sẽ quy tụ nha. Tôi ví dụ như bây giờ mấy người mà họ thích chơi đồng hồ cũ á, hoặc là thích xe đạp cũ á. Khi mà họ có lòng họ thích như vậy đó, thì ở trong túi tiền của họ luôn luôn họ có một khoản nhỏ nhỏ họ để dành. Nếu tôi đang nói người nghèo, tôi đang nói người nghèo nha, họ thích cái gì mà phải nói là thích tha thiết á, chứ họ thích thì kiểu là lơ mơ sơ sài tôi không nói. Còn nếu họ thích cái gì mà tha thiết thì họ sẽ để tự nhiên, họ không có, chính họ cũng không ngờ là họ có để dành số tiền đó, mà tự nhiên cái phản ứng tự nhiên như vậy mà để dành tiền để ở đâu có họ quơ về. À, mà tại sao tôi nhắc cái chuyện này, mới đêm hôm qua tôi đọc bài báo về mấy cái loại người này. À, rồi họ chính họ thích cái họ để ý ở đâu có, ở đâu chịu bán và ở đâu không chịu bán, mà họ tới họ coi, còn nhất mà họ ngã giá họ thương lượng được, họ tự cách họ thỉnh về rước về nha. Thì Phật pháp y chang như vậy, mình có lòng cầu pháp thì tự nhiên nay biết được này, mai biết được cái kia. Và chưa hết, cái người mà tha thiết học đạo thì họ mở ra một cái trang sách đời đó, là họ thấy trong đó có rất nhiều cái câu mà dẫn đến Phật pháp, hoặc là nội dung y như Phật ngôn nếu mà mình thích. Còn không nữa đó, thì mình mở cái trang kinh ra đó, thì mình sẽ thích chỗ này thích chỗ kia. Cái người như vậy đó thì xem kinh sách không bổ về ngang cũng bổ về dọc. Cái người như vậy đó mà được tiếp xúc với những tăng ni mà giỏi đó, thì họ cũng không bổ về ngang cũng bổ về dọc được vậy đó. Và cái người mà thờ đống trơ đống trắc gỗ đá ha, thì dầu cho có ngồi giữa một cái đám đông mà a la thì mình cũng trắc quớt mà không được gì hết. Bởi vì mình là cái sân xi măng, mình là cái tấm ni lông, mưa xuống nó trắc quớt rồi. À, chứ đừng có tưởng mà mưa xuống ở chỗ nào cũng được là anh chim lại làm giống nhau. Tôi từ đó không đồng ý cái này. Mình phải chuẩn bị con người mình nó như thế nào để những cái thứ tự nó tìm về. Ví dụ như mình ở gần cái người mà nói pháp là tự nhiên mình cũng phải có cái gì đó mình bỏ túi. Mình thích đi sưu tập tem hay là xe đạp cũ hay là đồng hồ xưa hay là bàn ghế danh mộc. Ví dụ như mình thích cái gì thì tự nó tìm về, không phải là nó khơi khơi nó bay về, không phải. Mà cái chữ tự tìm về nó có nghĩa là cơ hội nào, hoàn cảnh nào, điều kiện nào, môi trường nào thì nó cũng có những cái điều kiện, có những cái dịp để mà mình mon men tới những thứ đó, tới với Phật pháp của mình. Và đời nào kiếp nào cũng sinh ra, hãy nguyện là đời nào kiếp nào sinh ra đó, gặp người hiền, gặp người trí là mình biết lắng nghe, đó là chuyện đơn giản. Tất cả những cái đó đó được gọi là tôn kinh Phật. Rồi tiếp theo được kinh Phạm Thiên. Bài kinh này cũng đơn giản thôi. Bài kinh này đó là có một cái vị tỷ kheo tên là Brahmadeva. Brahmadeva đi xuất gia rồi đắc A-la-hán. Mà bà má đó thì con đi tu thì tại vì con muốn thì để con đi, thương con mà. Chứ còn con mà theo ai tu hành gì mà má không thèm biết. À, ăn rồi cứ là quỳ lạy Phạm Thiên. Bây giờ Phạm Thiên bên Ấn Độ thời đó, ngay cả bây giờ coi giống như là cái đấng chí tôn vô thượng, cái đối tượng cao siêu nhất để mà mình thờ mình lạy, để mà một là được phước báo, hai nữa là mai mốt người ở với ổng nha. À, giống như Việt Nam mình có cái mà là mấy người mà không có tôn giáo, không có đạo gì hết, họ kêu là đạo thờ trời, thờ ông bà đó. Là trước nhà có cái bàn thiên, không biết trong đêm biết cái bàn thiên không? Bàn thiên là một cái miếng ván vuông vuông, rồi dưới có cái cây trụ giống như trụ một cột vậy đó. Nhất là dân miền Tây á, họ để một sân á, họ biết thờ ai, nhưng mà đại khái là cứ thờ, cứ nhớ nhà quê có cái màn kiếm, có kiếm cái cây keo chao, có cái chai gì đó đựng nước, rồi họ cúng bông trang.
Tại sao họ lại cúng bông trang? Bởi vì chữ trang nên là trang nghiêm ấy. Mà thứ lý do thứ hai nữa, nó là trang bông trang hay bông rất là dễ kiếm, mà nó cũng dễ sống, để ngoài trời vậy đó. Thì cái sáng trưa chiều thì tôi cứ vẫn vẫn ra thắp hương vậy đó. Thì ngưỡng gọi người Ấn Độ hồi xưa cũng vậy, họ thờ ông thiên, thờ ông thiên, mà con những ông trời á, những người không có tôn giáo. Thì cái vị trời, cái vị ông thiên mà trong bài kinh này nè, thì sao Ma Tý đó cũng thấy, đúng là cái bàn thông thiên đó, ông Phạm Thiên này cũng thấy, cái bà này tào lao thiệt, con thì đi tu đắc A La Hán, còn bà đi thở thứ tào lao, mà mình là Phạm Thiên, mình nè, chính mình nè, bỗng sao Ma Tý, mình là Phạm Thiên mà mình gặp nó bị tỳ kheo đắc A La Hán, mình quỳ mình lại, còn cái bà nội này là có con đắc A La Hán, không thèm dòm, cứ đi lại lại mình, lạ không, đó, đi lại mình. Cho nên là bà mới xuống bà mới nhắc, ngày mới xuống ngày nhắc. Ngài nói trời ơi, bà có của quý trong nhà mà có một cái vị đại hiền, đại thánh, đại nhân trong nhà mà bà không biết, bà đi bà lại tào lao, thiên tướng gì đâu á, nhắc cho bà. Thì ở đây cái bài kinh này nó cho mình nội dung gì? Hãy biết trân quý cái gì đáng trân quý. Chúng ta không có nhiều tâm tư, tình cảm, thời gian để mà đi thờ lại những thứ tào lao, thiên tướng. Đó là nội dung bài kinh này. Ở trong mình nó có biết bao nhiêu thứ để mình trân quý, mà mình mắc chứng gì mà mình vì thói quen, vì truyền thống, vì tập tục, vì cảm xúc cá nhân mà để rồi mình tìm đến những thứ không ra gì hết. Đây chính là cái tâm tình của phần đông thiên hạ. Bữa nào về mình gác kinh lên trán, mình suy nghĩ, mình sẽ thấy chính bản thân mình cũng khó thoát được cái dòng này. Thế là mình thần tượng, mình thờ phụng, mình tôn kính, mình theo đuổi một cái thứ gì đó, coi chừng á, nó chỉ là vấn đề cảm xúc cá nhân thôi. Mình có bao giờ mình ngồi mình nghĩ lại tại sao mà mình thần tượng, mình đam mê, mình thờ phụng cái đó hay không? Hiếm lắm. Trẫm mê là chỉ trẫm như biết trẫm mê thôi. Chứ còn mà không có bao nhiêu người mà chịu khó ngồi nhìn lại tại sao mình ghét cái đó, tại sao mình thích cái đó, tại sao mình quý cái đó. Cái này rất là quan trọng, đây là một cái thái độ sống rất là bình tĩnh và rất là sáng suốt. Bài kinh này cho mình một cái nghĩ rất là quan trọng này. Hãy nhìn lại xem cái sư phụ mà mình đang theo, cái pháp môn mà mình đang theo, cái sở thích, cái trò chơi, cái món giải trí mà mình đang theo đuổi, cái những cái đó thật sự là nó cần thiết, nó có nói là nên hay là không nên. Nó nhìn lại, mà tôi có dịp nhìn lại bản thân mình nha. Cái giá trị của một người đó không phải là anh ta đang đi trên một con đường nào, mà cái giá trị là anh ta biết rõ anh ta đang đi ở đâu. Chứ còn cái con đường dưới chân chúng ta nó chưa đủ để nói cái gì hết. Mà cái chuyện quan trọng là chạy không chỉ là anh ta đang đi trên con đường nào, mà còn điều thứ hai là anh ta có nhận thức gì về cái con đường dưới chân của mình ngay lúc này. Cái nhận thức quan trọng lắm. Chứ còn mình đi mà do gác đẩy hồi suối thì nói làm chi. Như sau 35 nó có một cái buổi chiều đó, mỗi người lên cầu Bình Triệu hóng mát ha. Thì coi như là có một cán bộ đầu tóc bạc phơ đang đứng, thì có một cô gái ở giữa cầu viên cổ nhảy của tự tử. Thì mỗi người cái cầu Bình Triệu nó cao và nước nó chảy xiết, người đó mà coi như là một cán bộ là tóc trắng không nhảy theo cũng cứu cô. Khi mà ông lôi qua lớp góp nội vô bờ, phóng viên cũng nhào tới họp ông đứng xin cái người mưa trên biển vắng là lịch sự thì đi ngủ mà có xin phép. Thì mọi người mới nhào tới mới hỏi ông động cơ nào, ông nghĩ gì một người đã tuổi cao sức yếu mà ông hy sinh, ông nhảy xuống cứu cô gái khi mà bao nhiêu thanh niên đứng trên cầu đều e ngại, đều trùng chân nhút nhát không dám nhảy, mà ông dám nhảy thì lúc nào ông đang ướt nhẹp. Ông nói ra ông lấy vuốt mà ông nói tổ cha nào xô tao xuống. Thật ra là ông không có ý ông muốn nhảy thì ông cứu đâu, nhưng mà ông bị đẩy. Đó, bị đẩy lọt xuống. Chứ mình cũng vậy. Nhiều khi mình đi chùa, mình học pháp, mình cứ tưởng như là mình hay, nhưng mà thật ra là mình bị ai nó đẩy mà mình biết. Ví dụ như giờ má kêu mình chở hoài, bà má đâu đưa ra được, để kêu mình chở. Đó. Rồi nhiều khi bạn nó rủ mình, rồi lâu ngày đi chùa không quen, mình tưởng mình tục tử. Thật ra cái con đường dưới chân mình đang đi, con đường đạo đó, là không phải tự mình do nhận thức bản thân mà chọn mà đi. Mình nhiều khi do người khác mà xúi ở đây. Cho nên nhiều khi hãy lưu ý chỗ này, đó là cái tâm tình của mình. Cái tâm tình của mình nó nhiều khi đó, cái cảm xúc, cái tâm tình mình nhiều khi nó che mờ cái lý trí của mình.
mình chọn một cái thứ gì đó mà cái chọn không phải là do cái nhận thức mà nó là do cái thích, do cái thích, do mình tránh cái gì đó, tránh cái A mình đi qua cái B, cũng có trường hợp đó nữa, hoặc là do mình thích cái B mình đi theo cái B, hoặc do mình ghét cái A mình chọn cái B. Cái quan trọng của bài kinh này, cái nội dung đó chính là sống trong đời sống phải có một cái nhận thức, sống trong đời sống phải có một nhận thức để biết tại sao mình thích cái gì, mình ghét cái gì. Cái này rất quan trọng, không có cái gì là vô cớ ngẫu nhiên. Mình người lớn, mình trưởng thành, mình trên 18 tuổi, mình phải là trẻ con, nên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái con đường mà mình đang đi. Nội dung bài kinh là như vậy. Rồi thì tiếp theo là bài kinh Bát Cát. Bài kinh Bát Cát, bài kinh Bát Cát, chỉ có chữ Bát Cát này nhé. Trong đây không có nói rõ lý do, chỉ còn nếu mà thành chữ Pali đấy, chữ Baka cũng là con cò, Baka là con cò, cũng giống như cái chữ Chincha đấy, có nghĩa là cái me, nàng Chincha đó là bởi vì nàng sinh ra dưới gốc me, cho nên là người ta đặt tên là Chincha. Mà tôi nghĩ tôi nói cái này thì cũng kỳ, mình kể nói luôn ha, là Chincha là một người phụ nữ không cha không mẹ, mà nàng á là trong kinh nói là thấp sinh, tức là tự xuất hiện ở dưới gốc cây á, cây me, cho nên người ta lệnh nàng về, người ta mới kêu gì ta thấy sinh ra dưới gốc me thì đặt tên là Chincha là cây me hay cái bé gốc me. Gốc me giống như ở dưới miên nghe tương truyền ngày xưa có cái chùa đó, cái trước chùa có cây me thì người ta kêu là hòa thượng chùa cây me, hòa thượng cây me, hòa thượng giận quá, hòa thượng cái tên nó nghe nó kỳ, hòa thượng mới kêu người đốn cái cây me nó đi, đốn đậu kêu hòa thượng cây me, cái sao nó đốn xong rồi còn có cái gốc, cái người ta sửa ra kêu hòa thượng gốc me, hòa thượng giận quá, hòa thượng mới cho người búng luôn, búng cái gốc cây đó đi, hòa thượng tưởng yên thần, ai ngờ nó kêu hòa thượng hó me, bây giờ búng đây là cái hó đó, kêu hòa thượng hó me. Rồi mới hối hận, rồi nó để nguyên một tượng gây me, nó dễ kêu biết bao nhiêu. Nó sửa đấy một tượng gốc me, rồi cuối cùng tượng hố me. Người mình vậy đó, coi mặt là đặt tên, dựa xuất xứ đặt tên con người ta như vậy. Và cuối cùng mình chắc cái chữ khờ me đó là cái từ đó ra đó. Nó đùa. Ok, cái ông này nè, trong chú giải nói rằng ông nhiều đời liên tục, ông sanh lên sanh xuống các cõi phẩm thiên, nhiều đời nhiều kiếp, nhiều đời sanh lên sanh xuống. Bây giờ ông không còn nhớ, ông không còn nhớ được những cái kiếp mà ông làm người hay là sa đọa ở cõi nào, cõi nào không có nhớ. Ông chỉ nhớ được những cái kiếp mà ông sanh lên phẩm thiên thôi. Ông cứ vòng quanh ông nhớ ngược nhớ xuống hết toàn là những kiếp sanh phẩm thiên thôi. Từ đó mới có cái suy nghĩ gì cũng vậy này, suy nghĩ đây là số 1 rồi, chỗ này này là chỗ thường trụ, có nghĩa là mình chết đi sống lại thì cũng gửi về phẩm thiên thôi đó. Mà các vị biết cái tài kiến nó có trong kinh Phạm Võng nói rõ, tài kiến nó có nhiều cái trường hợp. Một là do người ta cộng ghép lý lẽ này nọ để mà người ta suy diễn đó. Cái chữ Pali kêu là tắc cát, tức là suy diễn. Giống như mấy triết gia mình bây giờ nè, như là Cắt Nát, Lenin, Engel, hay là Schopenhauer, hay là Kant, hay là Nix, là tất cả những cái triết gia đó là ngồi tự tưởng tượng mà suy diễn. Ramusa của Pháp chẳng hạn, cũng ngồi ông tưởng tượng, ngồi ông tưởng tượng, rồi nhất là những ông mà có chút ít kiến thức khoa học, rồi đọc chút ít về sách tôn giáo rồi đó, rồi cứ vừa khoa học vừa tôn giáo, rồi đọc tiểu thuyết, rồi phải cộng thêm cái suy nghĩ cá nhân, rồi kinh nghiệm sống, rồi từ những cái nghe được từ bạn bè, gia đình, xã hội, trường lớp, sách vở vân vân, cộng hết là thành mớ hổ lốn là ngồi tưởng tượng, cũng lập nên một cái trường phái triết học tư tưởng. Nhưng mà cái nguy nhất là có những cái vị họ đắc thiền, đắc thần thông, họ rõ ràng họ thấy như vậy mà, họ thấy mình là người ly dục nè, sống thanh khiết nè, là chính mình có thành thông định định, mình nhớ rõ ràng cái này, không phải do nghe ai nói, rõ ràng nha, mình thấy rõ ràng đó. Ví dụ như những vị mà thành thông mà nhớ lại, mình thấy rằng
trước cái kiếp này nè là mình không có tâm, bởi vì họ tự nhiên có phẩm thiên, họ sanh xuống phẩm thiên vô tưởng, phẩm thiên vô tưởng nó sống tới 500 đại kiếp, mà cái sức nhớ của một cái người phàm đắc thần thông thì tối đa chỉ có 40 đại kiếp, mà phàm mà phàm cao cấp như Bồ Tát thì được gấp đôi là 80 đại kiếp, 80 trước cái đất ấy. Còn thông thường chỉ có 40 thôi, nghĩa là đã nhiều lắm rồi, tại vì hồi tức là cái trái đất chỉ còn nhớ một kiếp sống thì còn vô số, nhớ được nhiều lắm, nhưng mà chỉ riêng cái trái đất thôi. Thì cái người không phải là Bồ Tát, không phải là thánh nhân thì nếu mà đắc thông đắc thiền thì nhớ tối đa là chỉ 40 đại kiếp. Thì cho nên là mình nhớ là kiếp trước mình á, mình lỡ mình thầy mình nhớ là cái kiếp mình sanh rồi có vô tưởng thì rõ ràng là mình chỉ có chết thôi, nó tới 500 rồi, nó tới 500, có phải khoảng cách là 500 mét rồi mình thấy mình chỉ nhìn được cái 40 mét thì nó chưa được 1/10 nữa mà cho nên nó mới lồi ra cái tà kiến nghĩ rằng trước đây là tôi cũng có, một là tôi không có, hai là tôi có mình chỉ có cái cục thịt thôi chứ tôi không có tâm, thí dụ như vậy. Cái nguy hiểm ở chỗ là cái người càng trí thức kỳ nào á, một khi mà họ thì đã hiểu sai rồi thì chỉ có trời cứu thôi. Ví dụ như mình là ít học á, mà mình có tài kiến, có hiểu sai về chính trị, về tôn giáo, về văn hóa thì cũng có người họ sửa và chỉnh mình. Còn trong cái thứ mà mình là bác sĩ, mình là kỹ sư, mình là luật sư, mình có chuyên được mấy năm đại học á, cái đó nó có cái lợi là cái bằng đại học nó chính là cái chìa khóa để nó mở cửa vào nhiều cái căn phòng trong cuộc đời này cho mình. Nhưng mà thỉnh thoảng chính cái học vị, chính cái bằng cấp, chính mấy cái năm đại học đó, chính đó nếu không kéo nó là cái cánh cửa nó ngăn chặn mình đi vào cái đời. Là vì sao? Là vì mình thấy rằng cỡ như mình nè thì cái đó đâu có đáng gì. Đấy, cứ nghĩ như vậy, cỡ như mình nè, nhưng mà mình có gì mình quên. Cho dù mình có 8 bằng tiến sĩ nữa thì mình chỉ là cái người giỏi về 8 cái lĩnh vực đó, chỉ vậy thôi, mà giỏi thôi nha, chứ còn không có một cái lĩnh vực nào mà mình đi đến nơi đến chốn mình bị phải đồng ý với tôi chuyện đó. Các vị phải tuyệt đối đồng ý câu đó, không ai mà võ điều đến mức bắt người ta phải đồng ý, mà trong chỗ này thì bắt buộc quý vị phải đồng ý với tôi rằng là không có người nào mà đủ cái thẩm quyền, đủ cái tư cách mà nói rằng tôi hiểu hết mọi sự, không có. Thí dụ nhưng bây giờ mình là một nhà biologist, một nhà sinh vật học nha, mình có 8 cái bằng tiến sĩ mà liên hệ với cái ngành của mình, nhưng mà rồi thì sao? Mình có dám chắc là mình có thể am tường tất cả những cái hoa lá cây cỏ chung quanh mình? Mình cứ giả định mình là cái tâm của một hình tròn đấy, mình cứ giả định mình là cái tâm của hình tròn thì trong cái bán kính là 100 mét, mình có thể nói mình biết tất cả những cái cây cỏ trong đó hay không? Chắc chắn có nhiều người mình sẽ gật đầu, biết chứ, tôi biết 100 mét đâu có rộng. Nhưng mà xin hỏi thiệt nha, chúng ta biết được bao nhiêu về nó? Thí dụ tôi chỉ nói bắn bắt cái ảo ý thôi, mình biết đó là thuộc họ gì, cái đàn la tinh của nó là cái gì, cái thành phần quá chất của nó là gì, cái dược tính của nó trong đông y nó là cái gì, mình nói ảo ảo. Nhưng mà nếu mà đầu sâu sâu hơn nữa thì đến một mức rồi đó mình phải có điểm dừng thôi. Ở đây các vị đi học quá chặt, học về sinh vật các vị có biết điểm này, là cho đến hôm nay các nhà khoa học vẫn phải đồng ý với nhau một điểm, đó là rất có thể những cái bài thuốc mà chữa trị ung thư và sida đó, rất có thể nó đang nằm lanh quanh ở trong vườn nhà của mình, nó lanh quanh ở trong mấy cái loại cây rất là quen thuộc mà mình biết. Yeah, nhưng mà cái vấn đề nó quan trọng là nó là cái chất gì ở trong cái cây gì. Và nó có một trường hợp nữa, đó là hai thứ tầm thường cộng lại nó sẽ ra thứ phi thường. Chẳng hạn như có một ngày nào đó người ta cho mình biết cái lam mơ đó, thí dụ như vậy, cái thành phần mình extract chiết xuất từ đó đó cộng với cái chiết xuất từ cái là ổi đó, nó sẽ là cái bài thuốc trị ung thư, trị sida tuyệt vời, thí dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ tạm thời người ta chưa nghĩ đến chuyện là lấy hai cái đó cộng lại với nhau. Điều đó có nghĩa rằng là có 8 cái bằng tiến sĩ về sinh vật học chưa chắc, người ta biết tới nơi tới chỗ. Nó còn nhiều chuyện chuyển việc, chỉ cái cây ổi không đó, nó có 1 tỷ chuyện đó mình biết nha. Cho nên mình cứ y cứ vào cái bằng cấp, cái học vị của mình, rồi mình cứ cho mình là chí tôn thiên hạ, mình là cái rúng của vũ trụ thì coi như là mình thật lắm.
để cái biết mình với cái ổi thì mình biết chưa hết mà. Là BBC cho mình biết có cái ông không bỏ ra 4 triệu năm không cứu mà cũng khoai tây mà chưa hết, bởi vì chỉ là một cái lá cỏ vô danh bé mọn bên đường thôi. Mà nếu mà nói rằng tôi hiểu hết về nó là sai bét, bởi vì cái ống cỏ đó nó chỉ có ở chỗ này không có chỗ khác, đó là chuyện để mình biết tại sao như vậy. Mình giải thích được tại sao nó có đây mà không có ở kia, rồi tại sao cái thành phần dược tính của nó đó, mà cũng có loại lá đó mà nằm ở đây nó không giống như ở chỗ khác, tại sao vậy? Nó có tới 1 tỷ chuyện để mình biết nha. Cho nên cái tài kiến của ông Bát Cả này là gì? Là ông thấy ông là chí tôn vô thượng, ông thấy rằng cái ông đang có đó nó là số 1. Cho nên cái nội dung mình kinh này nó không phải là cái câu chuyện giữa người với người, giữa hai người không đâu đâu. Nó phải là cái, không phải là cái bài kinh nói chỉ đơn giản về cái sự kiêu ngạo của một cá nhân, mà nói cái bài kinh này nói đến cái tâm bệnh của tất cả phàm phu chúng ta luôn luôn thỏa mãn với cái mình đang có. Sẵn cái này tôi nói luôn, có một số cái khái niệm sống mà mình hiểu lầm. Tôi nhắc lại, hào sản, đây cái nghe chỉ hào sản, hào sản là rộng rãi. Rộng rãi nó không phải là hoang phí nha. Tiết kiệm nó không phải là hà tiện. Làm ơn phân biệt cái này dịch. Có rất là nhiều người mà tôi quen thì tôi theo tôi nhận xét họ hiểu lầm đó. Họ tưởng là hoang phí rộng rãi, nói chuyện thì không ai ngu đến mức đó đâu, ai cũng định nghĩa ngon lành lắm. Nhưng mà trong đời sống của họ đó là họ mơ hồ giữa cái rộng rãi và cái hoang phí, giữa cái hà tiện và cái tiết kiệm. Tôi thấy nhiều lắm, tôi thấy nhiều lắm. Tức là họ cứ tưởng đó là tiết kiệm mà thật ra đó là hạ tiện. Cái chuyện đáng xài mà họ không dám xài, mà họ tưởng là tiết kiệm nha. Được chưa hết? Cái tri túc nó khác, mà cái kiêu mạn nó khác. Có nhiều trường hợp các vị nghe các vị thấy là kỳ đó. Tại sao tôi đem 2 tỷ thì ra tôi nói ở đây, 2 tỷ là mới nghe là tưởng không có họ hàng, nhưng mà thật ra đó. Cái tri túc là sao? Có nghĩa là biết đủ, có nghĩa là trong một số vật cách mình á, cái gì ở mức cần và đủ thì thôi, chứ mình không có đòi hỏi thêm. Đó là tri túc. Nhưng mà ở một số lĩnh vực khác mình không, ví dụ như một viện tu tập, mình không bao giờ nên có nghĩ là thôi tu nhiều đủ rồi, học nhiều đủ rồi nha, biết nhiều đủ rồi. Cái đó phải là tri túc nha. Làm ơn nhớ dùng cái đó. Chứ còn mà cứ hiểu tri túc mà hiểu được cái nghĩa mà trời ơi đó, thôi học nhiều đủ rồi, tôi biết đọc tiếng viết là đủ rồi nha. Phật pháp tôi biết được 3 câu pháp cú đủ rồi, 4 bài kinh đường trung bộ ở đủ rồi, tôi tháng vậy tôi cúng chùa mớ tiền vậy đủ rồi, năm tôi đi chùa 8 lần vậy đủ rồi. Như vậy thì cái đó không phải là tri túc nha. Là bạn nhớ những cái đó. Đối với đời sống tâm linh, đời sống tinh thần ấy, thì càng sống thiện thì càng tốt. Là vì sao? Là vì chúng ta có tới 1 tỷ cái vấn đề phải giải quyết bằng thiện pháp nha. Chúng ta định nội tâm của phàm phu nó có tới 1 tỷ vấn đề cần phải giải quyết bằng thiện pháp. Cho nên chúng ta đó, có được bao nhiêu thiện pháp, giữ giới được bao nhiêu, thiền định được bao nhiêu, học pháp được bao nhiêu, suy tư được, sống pháp được bao nhiêu, tham nhẫn từ tâm, hành xả, ly dục được bao nhiêu. Chỉ có là A-la-hán mới hết nha. Chứ còn nếu mình còn là một phàm thì mình có tới 1 tỷ vấn đề mà cần phải giải quyết bằng thiện pháp. Cho nên thiện pháp có bao nhiêu cũng không đủ. Và chúng ta cũng biết được rằng là cái điều kiện nó trở thành chánh đẳng chánh giác nó rộng là 30. Cái gì? 30, 35 mặt. Mà nói hẹp đó là gì? Chỉ có 2 nha. Nói hẹp chỉ có 2 là gì? 1 là tinh tấn bất thối, 2 là không bao giờ biết đủ trong thực thiện pháp. Nha. Tiếng Bali kêu là cú sa la đam mê su a sam tut thi ta. Đó. Tham mê su, biết lộn này, biết sửa làm tôi. Cú sa la tham mê su. Tham mê su. Cú sa la tham mê su a sam tut thi ta. Thì cái để trở thành vị chánh đẳng chánh giác á, thì nói rộng thì có phải là 30-35 mặt, mà nói hẹp chỉ có 2 thôi. Một là tinh tấn bất thối. Bất thối là sao ta? Tinh tấn bất thối là sao?
Có nghĩa là không có một cái khó khăn, không có một cái trở ngại nào mà làm cho ngài phải trùng chân, phải nản chí nha. Không có, không có lùi đó. Tức là cỡ nào cũng đi tới, hoàn cảnh nào nữa, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà ngài chỉ có một con đường đi tới. Còn mình thì sao? Mình nó là coi như là mũi mồng, rồi nắng gió nóng lạnh đói khát, hoặc là bực mình hờn giận ai đó, mình cũng có thể buông bỏ cái mục đích lý tưởng của mình đang theo đuổi rất là dễ. Mình là rất là dễ, trong thiện pháp mình là những đứa trẻ rất dễ hờn dỗi, rất dễ bỏ cuộc, rất là dễ nản chí. Nhưng mà bị Bồ Tát cái đáng giác thì không, tâm tấn mất thôi. Có nghĩa là đường đời nó trông gai cỡ nào thì ngài cũng cứ đi, trong mọi điều kiện ngài luôn luôn tìm cách ngài lấp, ngài né để mà ngài đi, ngài chọn ra cái cách tốt nhất để mà ngài đối mặt, giải quyết những khó khăn để ngài đi tới, không có nản chí, đó là tâm tấn bất thôi. Cái thứ hai nữa là không bao giờ biết đủ trong thiện pháp. Tự nhiên là vì nhiều khi chỉ vì một cái đời sống cảm hạnh mà ngài bỏ mẹ, ngài cũng không tiếc. Thậm chí chỉ vì một cái câu pháp, một cái lời nói, một cái câu, một lời nói đạo thôi, chỉ để nghe một câu pháp ngữ thôi thì ngài có thể ngài bỏ mẹ. Còn mình thì sao? Mình đối với chánh pháp thì cũng có tha thiết như vậy, có bao nhiêu cũng thấy nhiều. Thì cái này mới quan trọng nha. Đối với mình làm ác bao nhiêu cũng thấy ít, mà làm thiện bao nhiêu cũng thấy nhiều đó. Còn ngài thì ngược lại, làm ác bao nhiêu thì cũng thấy là nhiều, mà làm thiện bao nhiêu thì cũng thấy là ít. Đấy là lý do người ta thành Phật. Còn mình cho đến bây giờ làm đệ tử của ma, ma nó cũng đành nhận, ma vương cái cỡ của mình mà xin làm đệ tử của ác ma, nó cũng đành dòm. Bởi vì ác ma đó là thiên vương mà, thiên vương tha hóa tự tại. Vậy thì cỡ như mình là làm đệ tử thôi, làm dòm. Bởi vì muốn làm đệ tử ác ma là phước bạo cũng phải dữ dội lắm nha. Cái đằng này mình làm đệ tử là nghĩa là mình về trảnh, về trời, về cái cõi tha hóa để mà làm tùy tùng đó, là mình đã chưa đủ rồi, chưa đủ phước. Chứ đừng có nói chuyện mà làm đệ tử làm sánh ngang với ác ma ở chỗ đó. Có nghĩa là cái mình làm ác bao nhiêu cũng thấy là ít, mà làm thiện bao nhiêu cũng thấy là nhiều. Bồ Tát thì làm ác bao nhiêu cũng thấy là nhiều, mà làm thiện bao nhiêu cũng thấy là ít. Đây chính là à quên nhé, đang giảng một chút. Ông bắt cá này nè, ông nhớ là kiếp xưa của ông á, theo chú giải nói đó, quên nói về kinh này của loài dạng gì. Hồi nãy đó, cái bài kinh mà Phạm Thiên Tĩnh kinh, hồi nãy tôi tính nói mà tôi quên, bây giờ tôi nhớ được, nhớ lại tôi nói. Trong kinh chánh văn là chỉ nói là ông tả là ông xuống, ông lễ Phật, xuống lễ Phật rồi quỳ thỉnh Phật thứ sao. Nhưng mà thật ra đó là xá ham tập tỷ xuống thỉnh Phật cùng với 10.000 phạm thiên khác, không phải đi một mình nha. Cho nên mới ghi thêm rồi. Còn kinh Bát Cá này cũng vậy. Kinh Bát Cá này trong đây nói rồi, ông này nè, tuy là ông trẻ thiệt, ông thấy ông hay, ông giỏi thiệt, ông nghĩ là ông là trường sanh bất lão thiệt, đúng, ông có cái tào lao đó. Nhưng mà kỳ đời trước đó, thì ông là cái người rất là dễ thương. Cái trước ông rất là dễ thương, ông từng là một vị đạo sĩ đặc thiền và cứu giúp cho rất là nhiều người, cứu giúp cho rất là nhiều người bị nạn. Thì trong đây có kể một số chuyện. Có một lần đó, đó thì ông ngồi ông nhìn cái dòng chảy, ông ngồi bờ sông, ông nhìn thấy nước cuốn phăng phăng phăng, nước mạnh lắm. Rồi ông suy nghĩ, nó trời ơi, nước ở đây nó nhiều mà nó mạnh như vậy nè. Mà tự nhiên đó là có nhiều chỗ thì không có một giọt để mà uống nữa. Nghĩ vậy đó, thấy nước chảy phăng phăng trước mặt. Nhưng mới ngày hôm qua, mới chiều hôm qua nè, tôi đang đi ngang cái dòng sông, cái biên giới thì gì, nó trong xanh mà nó cuồn cuộn, mà tôi nhìn mà họ đầu tôi thích, mà tôi nhìn mà tôi mắc sợ, tôi nói trời ơi, cái này mà lọt dưới đây là coi như xong. Rồi chưa kể mình cũng có chút đức tin Phật pháp, mình nghĩ rồi mấy cái chỗ mà sông sâu, mà sông đẹp rồi chắc có cái này cái kia ở dưới vậy.
cũng có dạ xoa, là cứ bành trà, là lông vương gì đó dưới. Nhớ như sạch biết mà nó cuốn mà mạnh lắm, đẹp lắm, đẹp mà nhìn họ mắt sợ. Còn đó là cái người mà họ đẹp quá đó, mình nhìn họ mình thấy họ giống như không phải là người nữa vậy đó. Đại khái như vậy. Thế cái ông đạo sĩ tiền thân của bác cá, ông ngồi nhìn vào nước kẻ phân phân như vậy đó, thì ông nghĩ nó trời hơn đây nước nhiều quá, mà đôi khi có những cái chỗ người ta không có một giọt để đến mà xài. Thì ông mới nghĩ như vậy, thì ông mới dùng thần thông, ông mới thấy ở trên sa mạc á, cách gọi thì có mở cũng khá xa, ông thấy nó có một cái đám thương buôn mà coi như họ bị lạc đường, bây giờ họ đang như là thôi thoát ở đó, họ không có nước uống. Thì ông mới dùng thần thông đem nước tới cho họ. À, giúp. Có một lần đó ông cũng là nghe tới tiếng là kêu than của kêu khóc của một ngôi làng gần ổng đó, nghe tiếng người ta bỏ chạy, người ta la hét sợ hãi, thì mới biết là làng bị cướp. Thì ông mới dùng thần thông, ông mới hiện ra nguyên một cái đám, một cái đoàn quân rất là đông, nhờ để cho cái đám cướp nó tưởng là lính triều đình tới, nó bỏ nó chạy hết. Nhờ vậy cũng cứu được cái làng nó khỏi bị thảm sát nhiều lắm. Còn trong đây cũng còn kể chuyện cũng nghe tính, cũng chuyện cũng hơi khó tin, thì tôi bỏ bớt ha, tôi bỏ bớt cái chuyện đó. Thì đại khái ổng trong đời trước ngoài chuyện tu thiền ra, ổng là người tu tạo công đức cũng nhiều. Thì ổng muốn trước mặt cái tôn, ổng muốn ngài kể lại cái chuyện đó. Trong đây ổng có nói nè, trong đây có nói, ổng nói là, ổng có nói là nếu ngài là Thế Tôn, à còn có chỗ này nữa. Ở trong cái tiếng bản tiếng Pali, bản tiếng Việt có một câu rất là dễ hiểu lầm nha. Câu cái đoạn kệ số 8 ấy. Nếu ngài là Thế Tôn mà thấy được sự bất tận, tôi nói tôi khổ quá, sao khổ như thế này. Nếu ngài là Thế Tôn hả, mà thấy được cái sự bất tận, mà nói chung á, nó kẹt cái chỗ này. Nếu mà mình đọc bản Bali thì chỗ này nó ok vô cùng. À, mà đọc bản tiếng Việt á, đọc như chết luôn vậy đó. Nếu ngài là Thế Tôn thấy được sự bất tận, không phải là thấy được sự bất tận, mà là cái người Anantarasi, có nghĩa là cái người có được một cái tầm nhìn không giới hạn. Hai cái này nó khác nhau. Các vị có nghe nó khác không? Anantarasi, Ananta là vô tận. Ananta đó, nó có cái điểm hay này, chữ Ananta trong Bali đó, nó tương đương với chữ end. Trong tiếng Anh ấy, chữ end hoặc là chữ end là trong tiếng Đức, có nghĩa là chỗ kết thúc. Nhìn giống nhau, một bên là anh ta, một bên là em, là cái chỗ điểm dừng, cái chỗ kết thúc. Mà anh năm ta là vô tận, có nghĩa là không có chỗ kết thúc. À, vô là không có điểm kết thúc. Đó, anh năm ta là không có điểm kết thúc, không có điểm dừng. Mà anh năm ta đã si là cái người có cái trí tuệ vô biên, có trí tuệ vô hạn, có cái tầm nhìn vô lượng, một cái tầm nhìn không có hạn chế, thì là anh Anantarasi. Nếu ngài là Thế Tôn, là cái vị mà toàn giác, có một cái trí tuệ không có hạn chế thì lặp lặp. Mà tôi bảo tiếng Việt thì nếu ngài là Thế Tôn thấy được sự bất tận, kẹt quá đi nha. Thì ngày hôm nay chúng ta có internet, cho nên chúng ta đã không cần phải nghe ai một cách là bị động, thụ động hết. Mà chúng ta ngay bây giờ chúng ta có thể săn quần, xì vén tay áo, nhảy vào Google để tìm coi cái chàng cho nó có đúng như vậy không nha. À, nó sướng như đó. Chứ mình không có phải là phải chấp nhận ai đó, cái đó kẹt lắm. Thời buổi này là mình đòi hỏi có một cái nhân vật mà tôi nói không có giống con giáp nào hết, tự nhiên nó đi hỏi tôi vậy. Chứ thường thọ tưởng hành thức, cái chữ hành trong ngôn ngữ tiếng Anh kia cái gì mà tôi không trả lời, thì họ nói mình không biết cũng kỳ. Mà mình trả lời xong rồi mình nói ở cái chữ đó chữ formation, nhưng mà đồng thời nó có đúng rồi phía trước và chữ mentor, mà tôi cố ý tôi bỏ cái chữ đó, tại vì cái chữ hành ở đây mình để chữ mentor phía trước thì nghĩa hơi hẹp. Tôi lại lấy một chữ thôi. Xong tôi còn giọng câu, tôi nói sao không biết đi vô Google kiếm mà đi hỏi tôi làm chi. Cái họ mới trả lời tôi trong Facebook, mà nói
con mới nhờ lời sư giống như là thành tựu như cái Google như vậy. Cái Google nó có ai đâu, nó chỉ là cái chỗ chứa sách của thiên hạ thôi, mà cái gì mình coi thường nó. Ok, thì ở đây các vị chú vào nó tìm cái anh Nam Tát Đa Si là người có cái tầm nhìn không giới hạn nha. Cái tầm nhìn có cái trí tuệ vô hạn, gọi là người có cái tầm nhìn không có giới hạn. Và đằng này trong bản tiếng Việt để vậy thôi, chết rồi ra. Nếu ngài là Thế Tôn thấy được sự bất tận kẹt việc tan thương vậy đó. Ok, thì ông nghĩ ông thôi với ngài, nếu mà ngài là một vị Phật như vậy đó thì xin ngài làm ơn nấu cho mấy cái ông mà chung quanh con nè, ông biết được quá khứ con là ai, con từng làm cái gì đó. Ông muốn cho mọi người biết ông, nếu ngài là Thế Tôn là bậc có tầm nhìn không có giới hạn, ngài đã vượt qua mọi đau khổ, thì hãy nói lên cho mọi người biết rõ là ngày xưa con đã ra làm sao. Cái chữ giới hạnh đây là một cái chữ mà cũng rất là khó chịu. Cái giới hạnh ở đây trong tiếng Pali người tính là quá to si lấy quá tăng đó, mà ngày Minh Châu này dịch gọn thì còn giới hạnh không rồi. Cái quá to si lấy quá tăng là gì nè, cái chuyện gì, cái pháp môn hành trì nào, cái hạnh lành nào mà mình thường làm thì tôi gọi nó là quá to si lấy quá tăng. Tôi ví dụ như mấy bà cụ không biết chữ nghĩa gì hết, cặp mắt lại kèm nhèm, tai nghe không có rõ, nhưng mà vô chùa sáng nào cũng đi rửa chén, đi quét sân, coi như đó là cái công đức mà cuối đời của mình, thì cái đó cũng gọi là quá tát si đó bạch tát. Hoặc là một ông sư mà chuyên tâm học đạo rồi thiền định, thì cái đó cũng gọi là quá tát si đó bạch tát của ông sư đó. Để có người vô chùa làm thư ký, đánh máy bài vở hoặc lo ghi chép sổ sách cho chùa, cái đó cũng là cái si đó bạch tát của người đó nha. Biết tôi nói về cái việc như vậy không? Tức là cái hạnh lành nào, cái công đức nào mà người ta coi nặng nó và người ta sống nhiều với nó, coi nặng nó và sống nhiều với nó thì được gọi là cái sila bát tát. Trong khi ở đây mà ngài dịch là cái diễn giới hạnh thì nghe hơi hẹp, mà là cái đời sống, cái cách sống, cái kiểu sống, cái hạnh lành nào mà người ta thường xuyên. Cái chữ quá tá đây nó có nghĩa là cái trách nhiệm, là cái bổn phận. Còn cái quá tá ở đây này, nó là cái pháp tu. Cái quá tá ở đây là cái hạnh lành hay cái nếp sống tâm linh thường nhật của một người, chỉ vậy thôi, nhớ nha. Nếu sống thường nhật thì nãy tôi nói rồi, một bà cụ mà cứ ngày ngày mới xách cái chổi, phải đi phải quét sân chùa, phải đi rửa chén, phải đi róc lá dừa, hoặc là một cái người Phật tử mà thường xuyên ngồi nghiên cứu kinh điển rồi kinh hành thiền định, không nó chạy chùa coi chùa có giúp được cái gì, ống nước dây điện gì đó, ví dụ nó cũng là hoặc ta cái hạnh tu một người nha. Hoặc là bọn đạo sĩ trong rừng tu tập thiền định cũng gọi là quá tá của họ. Thì nói chung cho nó gọi là quá tá. Còn cái quá tá đây có nghĩa là trách nhiệm, là cái bổn phận mọi, còn như cái hạnh lành. Ok, thì Đức Phật ngài biết, ông này cũng muốn cho mấy người khác biết, ngài mới kể lại cho người ta nghe nói, cái ông này ngày xưa ông đã làm như vậy đó, ông đã làm nó tạo các cái công đức như vậy. Chỉ cái phần đó các vị tự đọc, chứ đó không có gì giải thích hết. Rồi bây giờ tôi giảng là đủ rồi, nay tôi phải đi sớm. Giảng hồi nãy có một người xin phép đi ngủ rồi, bây giờ mà nói nữa thì nó sẽ thêm một người, một cả đám xin phép đi ngủ nữa. Ok, xin hẹn lại các vị vào ngày thứ